Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Pool Story nha mọi người. Thì hiện tại là mình đang có một cái kỳ nghỉ tới khách sạn 5 sao. Xin chào mọi người, còn không thể tin được là chúng ta đã có một gì. Chúng ta cuối cùng cũng đã có được một cái chuyến kỳ nghỉ. Để chúng ta sẽ ở đây và ở một cái khách sạn 5 sao trong một vài ngày. Wow, sướng chưa? Ok, bây giờ hãy đi hãy đi check in, có nghĩa là vô lấy phòng rồi sau đó là mình sẽ ra ngoài mình đi chơi. Ok, nghe sướng rồi đúng không? Đấy, đi thôi. Follow Tom nha mọi người. Ấy, ủa sao tôi vô đây coi biến thành con nít rồi? Ok. Yeah, là thằng này giống như là không phải là bạn mình mà giống như là đây là hướng dẫn viên du lịch hay cái gì ấy. Chứ là sao mà tôi nhớ xíu như vậy được? Game này có nhạc nha mọi người. Tôi cũng không hiểu tại sao. Vâng. Chào mừng mọi người đến với kênh của Kia, có nét đẹp tiềm ẩn, mọi người phải tìm thì mới thấy được cái đẹp trai ẩn nấu của tôi. Ơi mọi người thấy chưa? Ơi đẹp không, ôi đẹp chưa. Ôi lại đây. Reception cái đã, check in cái đã. Rồi cái độ đẹp trai đó tính sau đi. Đấy, để coi thử coi, manager đây là reception. Check in nè mọi người, đang check in nè. Đấy. Có vẻ như chúng ta chỉ có 11 người ở trong cái phòng. Vâng. Đã hiểu. Ờ đâu? Có một người nào đó. What the fuck? Tôi không vote ai hết. Nhưng mà chắc chắn là một người sẽ vote tôi. Hên. Ôi ôi, lần đầu tiên tôi được thoát nạn rồi, có người hy sinh giùm tôi rồi. Xui cho thanh niên. Ủa sao không vote anh? Anh có robot mà sao không vote anh? What the hell? Để thanh niên này đi chơi chung với tụi mình nữa chứ, sao không vote? Đi vote. Thôi xui cho em biết sao giờ. Đời nó cô liêu. Ủa cái phòng này thật là lộn xộn. What? Sao khách sạn 5 sao mà phòng này lộn xộn vậy? Và có một con gấu bông ở trên cái giường. Nhưng mà nhìn nó rất là kinh dị. Ủa có đâu, tôi đâu thấy nó kinh dị lắm đâu, con nhìn thấy nó cũng dễ thương mà. Rồi nè, bắt đầu rồi nè. Nó làm cái nhạc cho cố vô rồi cuối cùng không thấy cái gì kinh dị hết. Ủa? Trời, mang vô thùng rác vậy hả trời? Hãy đi kìm một vài cái khăn đi, sau đó chúng ta sẽ đi bơi. Tôi không dọn phòng à. Dọn cái phòng đi chứ. Tìm 10 cái khăn nha mọi người, nó kêu mình là đi tìm 10 cái khăn. Đây. Có một cái khăn, 5 cái khăn rồi. Ôi what the hell, tìm cái khăn gì mà nhanh dữ vậy. Khoan, cái phòng này rộng đấy. Nhưng mà sao tại sao có một cái giường vậy? Why? Tại sao lại có một cái giường? Why? Và một cái giường rồi ai ngủ, ai nghỉ, là ngủ đâu nữa. Đừng nói cái ông Tom ổng nằm trên này rồi còn mình là nằm dưới đất nha. Chơi gì ai chơi lại đúng không? Ủa sao quá trời heo, sao mình ra đây có nhạc trời. Ok, hãy trượt xuống và đi bơi. Quan trọng cái khúc nào nó trượt xuống hồ. Thôi tôi đi, tôi thích đi bên này cho nó chắc ăn mọi người. Cuộc đời của bên phải nó cũng cô liêu lắm nên thôi tôi đi bên trái cho nó chắc ăn. Ôi trời ơi, bơi kìa mọi người. Đấy, mọi người thấy tôi chưa? Trời ơi, bơi như thế nào không thấy đồ luôn. Ôi kinh đấy, không thèm thấy đồ luôn mà. Thôi đây mọi người cho mọi người coi là tôi bơi như con cá heo nè, lên. Xuyết trời ơi, như cá heo thấy chưa, lên. Ôi trời, đỉnh của đỉnh mà dân hoài. À mình có thể leo lên được và mình có thể trượt xuống cái bên kia nhưng mà chắc là không kịp đâu. Ủa mấy đứa kia đi đánh lẻ mọi người, một nam một nữ đi đánh lẻ rồi, con tức không chứ. À không phải đi đánh lẻ mà là nó lên trên này nó trượt. Ôi trời ơi, nó không trượt xuống hồ nữa, nó trượt xuống biển luôn. Biết mà nó giấu, nó không thèm chỉ tôi, nó biết mà nó giấu, nó không thèm chỉ tôi, tức không chứ. Ai đã sẵn sàng cho một cuộc tranh tài thân thiện nào? Ủa trời, tranh tài mà còn thân thiện là sao ta? Cái này dùng ngôn từ nó hơi nhức đầu nha. Chúng ta xem thử xem ai trượt xuống cái đồi đầu tiên, người thua sẽ đi về nhà. Tới đây vẫn có người chết nữa à. Ai mà đi xuống cái đồi cuối cùng là hình như là người đó thua hay sao ấy. À ai lên đồi cuối cùng, ai lên đồi cuối cùng là người đó thua. Đúng rồi. Này mình cái này cô dễ gì. Ôi la đòi xong lava xuất hiện luôn. What the hell. Come on baby. Ôi trời ơi, dễ quá. Có nghĩa là không phải là ai lên đồ cuối cùng mà là ai không lên kịp thì người đó sẽ chết. Vâng. Xong.
đi đời hết cả đám luôn. Bây giờ chúng ta hãy quay về phòng đi, hy vọng là nó đã được dọn. À, hồi nãy là mình có nhờ nhân viên dọn phòng lên dọn giùm rồi. Wow, sạch đi chứ. Nhưng mà sao tối vậy? Khoan, có cái gì đó nó sai sai, là có cái gì đó nó sai sai, có gì đó nó sai sai. Ủa, có bom này dùng rồi mà. TV này đẹp ta, TV này nãy nãy giờ cứ tưởng là màn màn chiếu, hóa ra đó là TV mọi người. Con gấu đi nè, what the hell, tại sao lại có, sao lại có con gấu ở đây ta? Tắt nó đi. Ủa, tắt rồi mà, nó không, tôi không thể nào tắt nó được. Turn off the TV đây nè. À, hình như là phải đi tìm cái cầu dây để tắt đúng không? À, tắt được rồi. Ok, tôi có thể đi hít thở một vài không khí được không? Trong này choáng, trong này ngợp quá. Ok, chắc chắn rồi. Tôi cảm thấy không thoải mái khi mà ở đây. Ôi ôi ôi, cái phòng 5 sao mà nó như thế thì thôi chứ tôi cũng chịu rồi mọi người ơi. Tôi chịu rồi. Wow, ủa sao giờ còn có 3 mạng vậy má? Còn tôi không biết, nhưng mà tôi cảm thấy, tôi không biết mọi người như thế nào, nhưng mà tôi cảm thấy rất là đáng sợ, có một chút sợ hãi. Tôi cũng thế, mọi thứ thật là kinh dị ngày hôm nay. Nhưng mà giờ còn có 3 mạng chơi gì nữa? Cái gì? Teddy, nó đang có, nó Teddy Bear đấy mọi người, đừng biết. Nó bây giờ, hình như nó bây giờ rớt xuống đúng không? Ai ném cái gì đó? Mà cô có nghe cái tiếng gì nữa nè mọi người, để ý nha. Có nghe cái tiếng gì giống như tiếng bỏ rồi. Ơi, má hết hồn. Gấu bùn nè mọi người. Con gấu bùn. Ôi, có nhớ con gấu này, nó cũng là gấu bùn mà sao nó lạ vậy? Ở đây là gấu bùn thật đã chết rồi, còn con gấu này là do Demon nó giả dạng chạy chạy trộm dao. Nó cầm cái gì đây, cầm. Ồ, nó cầm con dao mọi người ơi. Vâng. Vâng, nó đang cầm con dao, nó đang dí. Vâng. Vâng, cuộc đời bế tắc luôn. Vâng. Có cách nào để tôi đứng, có thể đứng được trên đầu thằng này mà tôi không chết không trời? Chứ giờ tôi thấy nó hơi bế tắc cuộc đời rồi đó. Hãy quay trở lại cái phòng nhanh lên. Ok, bây giờ mới kêu, đấy lại là mày phải kêu người đầu rồi, đâu đâu có cần phải đợi tới bây giờ mày kêu. Chết hết bao nhiêu mạng rồi mày kêu chi nữa? Ngộ đời không? Ủa sao con này, ủa? Con này đâu ra nữa đấy? Con này có nhớ là hồi nãy nó nằm ở dưới đất mà. Hôm nay nó có phân thân. Hãy quay vào, hãy, à, hãy, hãy núp vào tủ phòng tắm nhanh lên. Ok, núp rồi. Đấy, sợ vãi nồi mọi người. Ở đây có cái van nè. Chắc chắn có nghĩa là một chút nữa là mình sẽ núp vô cái van này. Một trận, hết hồn. Rồi, thằng này đi không kịp rồi. Thôi rồi, thằng này chết rồi. Ủa, kia, nó đâu vậy, nó đâu vậy? Kia. Ui, sao thằng này nó không nấp? Sao nó không nấp? Sao thằng này nó không nấp mọi người? Hai con gấu đi nhìn gớm quá. Thật sự luôn á, bay luôn cuối thơ luôn ấy. Gấu trong phim ta dễ thương bao nhiêu được rồi. Xong ta yên tâm đi rồi. Ta yên tâm đi rồi. Sao mày không nấp vô? Anh đấy đi rồi. Rồi xong luôn. What the hell? Sao cái thằng Tom này nó không chịu núp chung với mình? Ủa sao lên lại 4 người rồi? Hồi nãy cô nhớ có 3 mạng thôi, bây giờ sao lên 4 mạng rồi? Hay vậy? Hình như cô có nghe tiếng cái gì đó. Chắc là phải vô cái van thôi. Đúng rồi, phải vô cái van. Cái van chứ không phải cái van nha. Hồi nãy cô kêu lộn cái van. Tào lao rồi. Ủa cái gì đấy? Cái gì đây? À, căn phòng này nhìn gớm quá. Tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong cái căn phòng của thằng Bùi. What the hell? Có cái dấu vết ở trên cái sàn. Đây. Cái gì đây ta? Ủa sao tôi thấy cái phòng này nó ghê ghê quá. Từ từ nha.
Tôi cảm thấy có cái thứ gì hình như là mình đang cả... Ôi, tôi cảm thấy mệt hả? Thôi xong rồi, trong này nó có khí độc rồi. Rồi, bất tỉnh hết cả đám luôn. Vâng. Cái gương mặt của tôi như vậy mà con gấu nó còn không sợ nữa mà. Huống hồ gì. Chán thiệt chứ. Chúng ta đang ở đâu vậy? Giống như là mình... À, mình đang ở trong... Rồi xong. Mình đang ở trong tù với vẻ đôi chứ. Bó tay thật. Ủa, ai đấy? Ủa, ai đấy? Đừng nói... Chris hả? Tôi là người chủ cũ của Pool. À, chủ cũ hả? Có cái thứ gì đó đã giữ anh ta lại và bây giờ anh ta đã bị nguyền rủa. À, Pool hồi đó rất là hiền nhưng mà sau đó là bị dính một cái lời nguyền gì đó. Chỉ có một cách để mà dừng lại được cái sự điên khùng đó, lộn và lộn. Cái sự điên dại để mà và phá hủy cái con gấu bông ác quỷ đó. Chúng ta có thể cứu... À, cứu cả gấu bông. À, có nghĩa là con gấu bông hiện tại nó đang bị con cái đi bia kia nguyền rủa vào. Bây giờ chúng ta cần tìm chìa khóa để thoát ra khỏi chỗ này. Ok. Quay là khi đối thủ như thế này thì kia nó nằm ở đâu? Thấy đường chết liền luôn. À đây, thấy rồi. Ok, hay quá. Đi thôi. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Cố gắng không... Ủa sao cái cửa này mở ra? Rồi, quá trời mật ong trong này luôn mọi người ơi. Chết. Ủa khoan. Nhưng mà đừng cầu ma làm gì, con đường nào khác để đi nữa. Đây chắc chắn là cái hầm chứa mật ong của Pool. Nhưng mà đường ra nằm ở đâu? Rồi xong. Vâng. Nó nhố mình luôn rồi mọi người. Nó muốn biến mình thành mật ong xác ướp ngâm mật ong hay gì á. Ở đây. Hãy tránh xa mật ong của tao ra. Cái gì đây? Ủa Tris nè. Ủa lộn lộn. À chết rồi, thằng Tris nó lại nó cản đường rồi. Thôi. Ủa cái này đi sao? Ủa mình không biết cái vụ này luôn ý. Ủa không để ý là chết đi chứ chẳng đùa đâu. Ok cứ qua rồi. Thôi rồi, Chris đi rồi mọi người ơi. Hết thằng Tom đi rồi, bây giờ cái thằng Chris nó cũng đi luôn rồi. Thôi xong rồi. Bây giờ là chỉ có 3 người. Ủa còn 3 người thôi hả? Còn một người ở đâu? Hồi nãy tôi mới thấy 4 người mà sao giờ còn có 3 người vậy? Ủa đi đâu hết 1 người rồi? Hình như nãy tôi mới nghe cái chữ A. Đâu phải đâu, còn 3 mạng này mà. Rồi, rồi đấy, thấy chưa, nó bự lên rồi mọi người ơi, nó bự rồi. Nó đã độc ác mà nó còn bự nữa thì thôi, chứ ai chơi lại đó trời ơi. Tao sẽ không hạ gục, ở lòng mày sẽ không hạ gục được tao đâu. Bạn chắc chứ? Những người khác nói với mình câu đó thường thì họ chết sớm không à bạn ơi. Ê, tới bạn cũng vậy thôi, bạn có khác gì những người khác đâu. Bây giờ nè, thấy không nè, bây giờ nè. Chỉ cần lava mà nó hạ xuống là bạn xác định cuộc đời bạn đi. Chứ bạn có đánh đấm gì lại ai. À tôi quýnh bạn cái mồ là bạn chết ngắt tại chỗ này đó. Quýnh ngay bạn của bạn luôn nè, đó thấy chưa. Các bạn làm gì được tôi. Trời ơi. Chưa gì mất. Ok quýnh được. Ok được rồi, hết hồn. Trời ơi, mới hết hồn mém nữa mất máu rồi. Em ơi, đừng có đi gần anh. Mất công em bóp chết anh nữa, nó khổ không chứ. Vẫn còn ba bạn. Ê xong, tập trung qua đây mấy đứa. Qua bên đây tập trung để còn quýnh chết cái thằng này nữa chứ. Đúng rồi, nửa cây máu đi. Trời ơi, hai ông kia nhắc cái vừa phải thôi chứ. Nhào vô quýnh nó luôn đi, chứ đứng đó làm cái gì không hiểu nữa. What's up? Easy à? Why? Thằng Bull thì nó sẽ chết với tôi, nó không có sống nổi đâu. Tôi sẽ trả nó lại một thằng Bull thân thiện nhất có thể. Thằng Bull này là thằng nào tôi không biết, nhưng mà tôi sẽ giúp Riz trả lại một cái một thằng Bull siêu thân thiện như trước. Ok, né tiếp thôi mọi người ơi. Giết boss chưa bao giờ dễ dàng hết. Lộn, giết boss chưa bao giờ khó khăn. Quá dễ dàng luôn, thật sự rất là dễ dàng. Chuẩn bị win nè. Vô nè, giết nó luôn nè. Mày giờ đánh đấm gì nữa, giết nó luôn nè. Cứ ngay bạn nó mà tán thôi nè. Ơ được rồi, mọi người thấy dễ chưa? Trời ơi.
bây giờ hãy hãy deal với gấu bông ác quỷ thôi. Gấu bông ác quỷ đâu? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ủa? Give SDB to police. Police đi, police đi, police đi, police. Ủa mà khoan. Nhưng mà nếu như mà ủa khoan, nhưng mà nếu như vậy thì cảnh sát làm quá gì mà tin được ta kỳ vậy? Đây nè, nói đây nè. Nhưng mà cảnh sát làm sao mà tin được ta? Nhưng mà cái từ read ở dưới là từ gì thì tôi lại không nhớ. Ý của mọi người nói tôi là cái con gấu bông này là ác quỷ hả? Tức là đùa. Anh ấy cũng nghi có cái điều đó rồi. Làm gì cảnh sát có vụ tin được ta? Sao mình ngu nhỉ? Ở đây thấy cũng nhốt được, thấy cũng nhốt thiệt kìa mọi người. Alo. Thôi xong. Vâng, ăn cóp đi rồi. Bad ending. Đáng lẽ là mình nên read nó đi. Mà read nó là cái gì trời, tôi không biết cái từ read nó là từ gì luôn đây, không nhớ. Thoát khỏi phóng thích. Ủa sao mình lại phóng thích nó ra? Nếu vậy thì cần read nó cũng không ổn lắm. Còn sao read nó lại là good ending trời. Bạn nào chơi read rồi comment ở phía dưới cho tôi biết cái read nó sẽ như thế nào nha. Đấy. Rồi ok, thì tôi sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên vào cho mình một like, một share. Và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.